Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VGB Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng bởi không khí lạnh yếu, kết hợp với đó là gió đông và gió đông nam đưa mây ẩm từ biển vào đất liền gây ra trạng thái trời nhiều mây. Trong những ngày cuối tuần này sang đến ngày thứ hai, ngày mùng 7 tháng 3, do có khối không khí lạnh mới tăng cường với cường độ mạnh sẽ di chuyển xuống nước ta, đồng thời sẽ gây ra mưa vừa, mưa to, mưa trên diện rộng, đặc biệt là khu vực Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ sẽ xảy ra mưa to đến rất to trong những ngày thứ hai của tuần tới. Từ ngày thứ ba thì nắng hanh sẽ diễn ra ở nhiều khu vực. Đáng lưu ý trong ngày thứ hai của tuần tới là cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt là các khu vực ở Tây Bắc Bộ đề phòng có khả năng xảy ra mưa đá. Ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết cho tất cả các vùng miền trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều và mai trời hửng nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, về đêm và sáng sớm trời rát, với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Trang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều và mai trời nắng, gió nhẹ, về đêm và sáng sớm trời rát, với nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 29 độ. Sáng đến thời tiết khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều và mây trời hửng nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, về đêm và sáng sớm trời rát, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều và mây trời hửng nắng, gió nhẹ, về đêm và sáng sớm trời rát, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Lưu xuống khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, riêng phía Nam từ 30 đến 33 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Và cuối bản tin là chuyển sang thời tiết trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.